Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp cùng với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển Ba thực hiện. Bản tin hôm nay cung cấp đến quý vị những diễn biến đáng chú ý về an ninh trật tự được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh thành cả nước. Và tôi là Nhật Trường sẽ kết nối cùng quý vị. Thưa quý vị, những chiếc còi báo động gắn trên xe máy đôi khi có thể làm chúng ta cảm thấy phiền phức Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng sẽ rất có ích trong việc bảo vệ tài sản. Trong một vụ việc xảy ra vào ngày 21 tháng 2 tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, nhờ có còi báo động mà một đối tượng trộm xe máy đã bị bắt quả tang ngay tại trận. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 2, Đỗ Chí Mỹ, 28 tuổi, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, cùng với một đối tượng thanh hiện đang được xác minh nhân thân, lai lịch, rủ nhau đến khu vực chợ Long Điền, thuộc thị trấn Long Điền, tìm xe mô tô của người khác để trộm cắp. Khi đi đến sạp bán quần áo của anh Nguyễn Cát Bình, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, phát hiện xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius không ai trông coi. Thanh đứng bên đường cảnh giới chợ Mỹ đi vào dùng cây đoạn mở khóa xe để chiếm đoạt. Khi Mỹ vừa quay đầu xe thì còi báo động vang lên nên bị anh Bình cùng người dân xung quanh bắt giữ, giao cho công an thị trấn Long Điền. Được biết, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy, từng bị Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang những ghi nhận tại các tỉnh thành khác. Thưa quý vị, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa vây bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy triển khai đấu tranh mở rộng chuyên án 211D ngày 23 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Mường Nhé triển khai bắt khẩn cấp đối tượng Cứ A Làng, sinh năm 1978, trú tại xã Len Su Sinh, huyện Mường Nhé về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Cứ A Làng khai nhận cùng các đối tượng khác vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp dạng đá sang tỉnh Lào Cai để tiêu thụ. Căn cứ tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tổ chức truy tìm và thu giữ hai ba lô chứa 32 gói ma túy tổng hợp dạng đá, khoảng 32 kg do đối tượng cất giấu. Đến nay, chuyên án 221D đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tổng cộng 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Lo sợ bị gia đình hai bên phát hiện vì có tình cảm yêu đương với bạn gái tuổi vị thanh niên, Trần Anh Hùng sinh năm 1999, trú ở thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đã gây ra cái chết thương tâm cho người yêu, rồi tự tử nhưng bất thành. Sáng nay, 25 tháng 2, đối tượng Hùng đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt giữ. Chắc chắn Hùng sẽ đối diện với án phạt nghiêm khắc của pháp luật. Trưa ngày 24 tháng 2, nhận được tin báo tại nhà dân ở khu vực thôn 1, xã Mai Xá, huyện Bình Lục, có nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Trần Mạnh Hùng là thủ phạm gây ra vụ giết người. Đối tượng Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V, sinh ngày 25 tháng 8 năm 2005, trú ở huyện Bình Lục. Đêm 23 tháng 2, Hùng đón V về, về nhà ngủ Đến trưa 24 tháng 2, khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ nên Hùng và Vê thống nhất cùng tự tử, tử. Hùng dùng tay bóp cổ V đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử, tử nhưng không thành. Sau đó Hùng đi ra cầu Thái Hà, tiếp tục tự tử, tử thì bị bắt giữ. Bạo lực học đường vẫn là một vấn nạn nhức nhối. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, tại huyện Tháp 10 vừa xảy ra hai vụ hành hung học sinh khiến cho ba em bị thương trong đó hai em phải nhập viện điều trị. Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 22 tháng 2, vào giờ tan học tại trường Trung học Phổ thông Đốc Bình Kiều, một nhóm 8 đến 10 người lạ ở ngoài xông vào trường, dùng hung khí đe dọa buộc hai em học sinh lớp 12 phải rời khỏi trường. Đến 18 giờ cùng ngày, hai em học sinh này về đến nhà trong tình trạng bị đa chấn thương, một em phải nhập viện theo dõi. Cùng ngày, một em học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông Tháp 10 cũng bị nhóm 5 người khống chế, đưa đi hành hung phải nằm viện. Qua tìm hiểu bước đầu, nguyên nhân của các vụ việc trên có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa học sinh và một nhóm người bên ngoài xã hội. Hiện cơ quan công an huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân để xử lý. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Tân Vũ, Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng lực lượng chức năng cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu mang số hiệu HB1702 có biểu hiện nghi vấn, qua đó phát hiện một lượng lớn dầu đeo không rõ nguồn gốc. Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát biển phát hiện tàu HB1702 đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu đeo. Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên tàu. Theo khai báo, số dầu trên được tàu mua trôi nổi từ các tàu không rõ số hiệu tại khu vực biển Đồ Sơn. Khi tàu đang trên đường vận chuyển về huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để tiêu thụ, thì bị lực lượng cảnh sát biển phát hiện. Tình trạng vượt biên tổ chức vượt biên trái phép vẫn đang tiếp diễn bất chấp nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Ghi nhận về hai đường dây tổ chức đưa người vượt biên đi nước ngoài trái phép tại hai tỉnh Long An và Nghệ An sẽ khép lại bản tin trước ông Kính chiều nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 18 giờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 24 tháng 2, tại khu vực giữa cột mốc 230.1 và mốc 230.2 thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Tổ công tác đồn biên phòng Sông Trăng trong quá trình tuần tra kiểm soát, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có 14 đối tượng lạ mặt tụ tập dọc kênh cái cỏ có nhiều nghi vấn nên tiếp cận yêu cầu kiểm tra hành chính và mời về trạm kiểm soát bưng ràm làm việc. Tại đây, 14 đối tượng khai đều có ý định vượt biên sang Campuchia xin việc làm. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá hai đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Cụ thể, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 21 tháng 2 tại khu vực mốc biên giới Việt Nam Lào số 404 thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nằm Cắn đấu tranh thành công chuyên án NA 221.2 bắt giữ đối tượng Xiên Bôn Mi, tên gọi khác là Khâm Bò, sinh năm 1967, tỉnh Xiên Khoảng, Lào, đang đưa chính công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Đối tượng Xuyên Bông My khai, y được một người Việt Nam thuê với tiền công là 5,7 triệu Việt Nam đồng một người. Cùng thời gian này, tại khu vực mốc số 403 đến 404, lực lượng chức năng cũng phát hiện bốn đối tượng nghi vấn có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Đối tượng Nguyễn Thái Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khai nhận, tổ chức đưa ba người trốn đi nước ngoài. Hiện các vụ việc đang được điều tra, làm rõ.